động sản công nghiệp được đánh giá như điểm sáng cho thị trường bất động sản năm 2019. Khu vực Trung Bộ đang là sân chơi hút khá nhiều nhà đầu tư mới, dự kiến sẽ là thị trường mới nổi bật trong năm tới. Đông Nam Bộ là thị trường khu công nghiệp có tốc độ phát triển mạnh nhất cả nước, tỷ lệ trống trong các khu công nghiệp đang hoạt động tại thị trường này ở mức khoảng 25%. Các nhà xưởng hiện hữu đang hoạt động có tỷ lệ lấp đầy 85-90%. Lý giải nguyên nhân của tình trạng trên là do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, thêm vào đó là nguồn nhân công dồi dào giá rẻ của Việt Nam đã khiến thị trường bất động sản công nghiệp trong nước trở thành nơi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.